Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Kết thúc vòng công diễn năm tập 13 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Lệ Quyên gửi lời cảm ơn ekip đã giúp chị hoàn thành phần dự thi trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chị lại tiếp tục gây chú ý khi đáp trả lại những bình luận của anti-fan, nhất là bình luận khán giả nhắc đến ca sĩ Trang Phác. Những phản hồi thiếu sự kiềm chế cảm xúc khiến khán giả bất ngờ thốt lên rằng ca sĩ trợ búa. Không những vậy, Lệ Quyên thậm chí còn cãi tay đôi với khán giả trên trang cá nhân của Hồng Nhung. Có thể nói, những phản ứng thiếu kiềm chế cảm xúc của nghệ sĩ dễ dẫn đến những tranh cãi mất lòng và không có hồi kết. Người mang tiếng chính là người nghệ sĩ. Trước đó, Lệ Quyên khẳng định chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng như mang đến một chiếc kẹo rất đẹp. Ban đầu, chị hy vọng chiếc kẹo này không những đẹp mà còn ngon nữa. Bỏ qua những lùm xùm gần đây, thì không thể phủ nhận chị đẹp Lệ Quyên rất giàu có. Sở hữu chất giọng lạ, trầm khỏe và da diết, Lệ Quyên là một trong những giọng ca được yêu thích hàng đầu của dòng nhạc trữ tình bolero. Với danh tiếng hiện có, cô nằm trong top các ca sĩ có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt. Nhờ vậy, nữ ca sĩ có cuộc sống giàu có, sang chảnh mà nhiều người mơ ước. Lệ Quyên sở hữu căn biệt thự dát vàng với phong cách châu Âu hiện đại, nằm ở vị trí trung tâm đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù chưa công khai giá trị cơ ngơi, nhưng trong một lần bị mượn hình ảnh để giao bán nhà với giá 3,6 tỷ đồng, Lệ Quyên cho biết số tiền đó chỉ đủ mua cửa nhà. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, biệt thự nghỉ dưỡng ở Đà Lạt và biệt thự rộng 400m² trên đất Mỹ. Bên cạnh nhà lầu, Lệ Quyên còn được biết đến là một trong những tay chơi kim cương thứ thiệt của showbiz Việt. Tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi mang bộ trang sức kim cương khủng gồm vòng cổ, hoa tai và nhẫn. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên khoe hình ảnh đeo nhẫn kim cương to kết hợp cùng đồ hiệu sang chảnh. Sau khi chia tay chồng cũ, Lệ Quyên hẹn hò với bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Dẫu chênh lệch tuổi tác và phải đối mặt với nhiều lời bàn tán, song cả hai vẫn gắn bó bên nhau suốt hơn 13 năm qua. Họ thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước, tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Mới đây nhất, cặp đôi cùng góp mặt trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Trong khi Lệ Quyên là một trong 30 chị đẹp tham gia chương trình, thì bạn trai cô, Lâm Bảo Châu, là MC của chương trình.